chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3 của chúng tôi cũng như trên mạng lưới internet toàn cầu vnatv573.com. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với dược sĩ Tina Quách và MCM Pharmacy. Và chương trình này được phát hình mỗi ngày thứ bảy trên băng tần 57.3 từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối. Quý vị nhớ đón xem. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nói chuyện với dược sĩ Tina Quách. Hello chị. Hi Mỹ Linh. Dạ. Xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình 57.3. Dạ, thưa quý vị, là chị Tina đã vừa mới có một cái kỳ vacation rất là vui. Nhưng mà trước khi mà để chị Tina kể về cái chuyến vacation rất là hấp dẫn của chị đó, thì bây giờ mình sẽ cùng đến với lại một cái câu nói hay hoặc là câu nói mà có ý nghĩa trong tuần này nha chị nha. Câu nói vui bữa nay Tina trích từ một cái câu nói của cái ông William Golding, là một cái nhà thơ và người soạn kịch của người Anh. Ông này ông nói như thế này: tôi nghĩ rằng người phụ nữ thì lúc nào cũng vớ vẩn, nghĩ là mình muốn cho mình bằng với người đàn ông, nhưng mà thật ra người phụ nữ giỏi hơn đàn ông nhiều lắm. Nếu mà bạn cho một người phụ nữ một việc đó thì họ sẽ làm cho nó hay hơn, lúc nào cũng vậy. Nếu mà bạn cho người phụ nữ một con tinh trùng thì họ sẽ làm cho bạn một đứa baby. Nếu mà bạn cho người phụ nữ một cái nhà thì họ sẽ làm cho bạn một gia đình ấm áp. Nếu bạn cho người phụ nữ bạn đi chợ thì người phụ nữ sẽ làm ra một bữa ăn ngon. Nếu mà bạn cho họ một nụ cười vui thì họ sẽ cho cả trái tim cho bạn. Cho nên nếu mà bạn cho cái gì thì người phụ nữ sẽ làm lớn ra. Nhưng mà nếu cho nên bạn phải nhớ rằng nếu mà bạn đối xử với người phụ nữ cà chớn thì họ sẽ cho bạn nhiều cái đấm. Dạ. Bạn thấy đó là sự thật đúng không? Dạ, Linh? Nguy hiểm lắm. 100% dạ. Sự thật đúng không? Dạ đó, cho nên là người phụ nữ có thể làm được rất là nhiều thứ. Dạ, nhưng mà tốt nhất là nên đối xử tốt với phụ nữ. Dạ, đó chính là câu chuyện gọi là câu nói vui ở trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với lại chuyến đi của chị Tina vừa rồi. Khi mà chị đi vacation thì chị về Việt Nam phải không? Dạ, thì giống như là mọi lần đó, khi mà mình nói chuyện với lại quý khán giả thì chúng ta luôn nhắc là khi mà đi travel đó là mình phải mang theo thuốc. Rồi ở MCM Pharmacy có dịch vụ gọi là travel để mà mang theo thuốc đi du lịch. Thì lần này là mình đã chỉ khán giả rồi, tôi không biết chị đã thực hiện cái việc đó như thế nào. Tina có cơ hội đi về Việt Nam được 10 ngày, có công việc và cũng có đi chơi. Thì Mỹ Linh đang hỏi là Tina có mang theo thuốc gì để mà mình giữ phòng để mình chữa bệnh hay là phòng bệnh lúc mình ở Việt Nam hay không? Thì câu trả lời là có. Tina đem theo những thứ thuốc mà Tina đã từng giới thiệu ở trên những cái show khác. Giống như Tina đem thuốc đau bụng nè ha. Baptobismo, đem một ít thuốc trụ sinh để nếu mà mình có đau bụng mà tiêu chảy nặng đó thì mình cũng có mình uống. Tina đem những cái thuốc cảm cúm để về mình có bị nhức đầu sổ mũi thì mình uống. Rồi đem những cái đồ mà để gọi là first aid đó, là rủi có té ngã, có bị trầy chân gì đó thì Tina cũng có đem theo. Mà actually Tina cũng có bị té cho nên cái mình đem theo là đúng. Rồi đem theo thuốc xịt để chống để mũi cắn thì mình cũng đã được xài ở Việt Nam. Thì chỉ có thuốc trụ sinh á, thì kháng sinh thì Tina không có cần phải xài tới. Như vậy là lần vừa rồi đi chơi là coi như chị không bị bệnh gì hết, khỏe re phải không? Thì lúc không ở Việt Nam thì không có bị bệnh gì hết đó. Chắc tại vì ham đi chơi vui cho nên tinh thần của mình nó cao, nó chống lại nên mình không có bị bệnh. Với lại mình cũng phòng ngừa. Nói chung là vậy là một chuyến đi rất là vui vẻ, không có bị bệnh gì hết. Thành công. Nhưng mà còn vấn đề ăn uống thì sao chị? Thấy chị bỏ lên Facebook rồi lúc nào cũng đi ăn hết. Không biết đó là những món ăn như thế nào, chị có thể kể về các món ăn cũng như là mình nên chọn những địa điểm nào ăn tại Việt Nam. Tại vì dĩ nhiên có nhiều người nói ở Việt Nam đồ ăn mắc lắm, hoặc là nói là nó dơ lắm hay là sao. Thì chị có thể kể một chút xíu cái trải nghiệm của chị. Trước khi mình đi Việt Nam thì mình nghe rất là nhiều người nói là bây giờ ở bên Việt Nam họ cái gì họ cũng xịt thuốc vào để cho trái cây rồi rau quả nó xinh tươi, nó lớn lên cho nhiều để mà nó tốt, để cho họ đem họ bán được dễ và nhiều tiền. Cho nên người ta không có dám ăn uống những cái thức ăn ở Việt Nam tại người ta sợ mắc bệnh.
Thì mình nghe nói như vậy thì mình cũng hơi lo, nhưng mà khi mình đi về đó rồi thì mình phải chuẩn bị tinh thần, mình nên ăn những cái gì mình nên, những cái gì mình không. Thì cái kinh nghiệm của Tina là vậy, mình đi ăn thì mình đừng có ăn những cái hàng quán mà mình không biết, nó những cái tiệm mà mình không có biết tới, hay là nó không có tiếng tăm. Thì mình đi ăn ở những cái khách, những cái nhà hàng mà nó có cái chuỗi giống như nó có nhiều tiệm như vậy đó, thì dĩ nhiên là họ phải bảo đảm là họ giữ cái chất lượng của thức ăn. Họ sẽ không có dám mua những cái thức ăn mà họ không biết, đúng không? Hay là mình ăn trong những cái khách sạn mình ở đó, thì khách sạn thì dĩ nhiên là họ phải giữ cái tiếng tăm của họ, khách sạn 4 sao 5 sao tiếng tăm của họ, thì cho nên họ không có dám mua những cái thực phẩm mà nó không có đúng để họ làm. Thì kinh nghiệm của chị ăn là như vậy. Hay là mình muốn mình đi ăn đồ biển, mình đi ra biển thì đồ biển mình thấy rõ ràng là họ, những người ngư dân họ bắt lên cá, rồi những con ốc, rồi những con cua, con ghẹ dưới biển họ bắt lên, thì mình mua cái đó họ nấu cho mình ăn liền, thì mình biết là mình ăn đồ từ thiên nhiên, biển luôn. Đúng không? Thiên nhiên chứ không có mà đem lên rồi xịt thuốc này nọ, phải mấy con cá mấy con ốc, thì mình cảm thấy là mình tự tin. Và thì không biết, thì sofa thì mình ăn những cái đó, thì Tina thấy mình không có bị những cái phản ứng gì với thức ăn hết. Như vậy là một lời khuyên là mình nên chọn những cái nhà hàng nào mà nó là một cái giống như là nó là franchise, nó có nhiều các nhà hàng, để mà mình, dĩ nhiên là họ phải giữ cái quality, thì để mà họ giữ cái tiếng của họ để họ còn làm ăn, phải không? Đúng chứ rồi. Nên đồ ăn sẽ tốt hơn. Rồi cũng như là mình có thể ăn tại cái hotel nơi mình ở, là tại vì dĩ nhiên hotel thì luôn luôn là họ phải keep, họ phải giữ customer của mình, nên service nó cũng tốt hơn, nên mình không có lo sợ. That's why mà chỉ về chỉ ăn uống thoải mái, không bị gì hết. Một điều nữa đó là mình chuẩn bị bằng cách này, là tại vì á, nhiều khi mình ăn đồ ăn đúng nhưng mà mình vẫn bị đau bụng hay này nọ, là tại vì cơ thể mình nó chưa có adapt, nó chưa có quen với lại những cái đồ ăn lạ. Cho nên nhiều người đi về Việt Nam họ ăn uống bị đau bụng lắm. Thì cái cách mà Tina phòng ngừa để không bị đau bụng đó là mình đem theo cái thuốc gọi là Pepto-Bismol, thuốc màu hồng mà Tina nói hoài đó. Thì trước khi cái bữa ăn nào mà mình thấy có những đồ ăn mà nó hơi lạ đối với mình đó, thì mình nhai một viên đó. Thì mình nhai trước bữa ăn, thì khi mà mình ăn xong đồ ăn thì mình sẽ, cái bụng mình nó sẽ êm, mình không có bị đau bụng. Chưa chắc là đồ ăn nó xấu, nhưng mà lại tại cái vì cái những con vi trùng trong cái đường ruột của mình nó không có quen thôi. Thì Tina cũng áp dụng giống vậy cho tất cả những người bạn mà đi trong cùng chuyến với mình đó, mình cũng khuyên họ như vậy. Thì những người mà họ biết là họ có bệnh đường ruột không có tốt đó, thì họ cũng bắt chước, họ cũng nhai thuốc Pepto-Bismol, thì họ cũng không có bị đau bụng. Thì hay quá. Rồi đó là một lời khuyên nha quý vị, cứ việc cũng cứ tự tin, cũng không có đến mức mà mình phải sợ vậy. Dĩ nhiên mình đừng có ăn những quán lề đường, cái đó là cái điều em nghĩ đừng có nên. Mà quán nguyên vỉa hè rồi này kia mình ngồi mình ăn thì mình nên không nghĩ là nó đủ quality, cũng như là nó không có được vệ sinh lắm đâu. Còn như vậy là đó là chuyện ăn uống. Rồi còn chuyện vui chơi thì sao, chị đã đi đến những nơi nào để mà đi thăm? Chuyện vui chơi thì vui rồi, ai 10 người về Việt Nam thì cũng hết 8 người qua kể là vui, đúng không? Thì Tina cũng không có ngoại lệ đâu. Thật ra ở bên Việt Nam mình nó có nhiều cảnh đẹp hơn là những nước khác. Tina đã từng đi qua nước Mexico, nước Mỹ, rồi đi về Việt Nam thì Tina thấy Việt Nam mình có cái bờ biển, dọc bờ biển, mà dọc bờ biển thì rất là nhiều cảnh đẹp, đúng không? Tina có cơ hội đi ra đảo Phú Quốc nè, đi ra Đà Nẵng, đi ra Vịnh Hạ Long, thì đó là những cái thắng cảnh của Việt Nam. Thì Tina mình được thưởng thức cái phong cảnh đẹp của Việt Nam, rồi mình được ăn món ăn Việt Nam, thì mình rồi mình đi trong một cái nhóm bạn bè, nhưng mà mình nói chuyện thì nó hợp, thì cho nên nó làm cho cái chuyến du lịch của mình nó được rất là trọn vẹn. Vậy là chị là được coi như đi Đà Nẵng, đi Phú Quốc, đi Vịnh Hạ Long, rồi đi đủ hết luôn đó. Mỹ Linh có biết Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan của thế giới không? Rất là đẹp. Cảnh của nó rất là thiên nhiên. Đó, chị có thể đi vô những cái động để mà coi thạch nhũ rồi phải không? Có đi vào một cái động, cũng không có nhiều thì giờ để đi hết tất cả những cái động. Mình có đi, đẹp lắm, thì nào có chụp hình đó. Rồi mình đi lên tàu, mình đi trên chiếc tàu đó, rồi nó đi dạo hết những cái đảo, những cái mỗi một hòn đá, một trong đó là một cái đảo mà nó có tới cả ngàn cái đảo hòn đá như vậy đó Mỹ Linh. Dĩ nhiên là mình không có đi hết Vịnh Hạ Long được, nhưng mà
mình đi vậy mình cũng thấy đủ đẹp rồi, để cho mình còn nhớ lần tới có thể mình đi trở lại. Dạ, như vậy đó. Còn thời tiết thì sao, nó có bị nóng lắm và có làm chị khó chịu không? Dĩ nhiên là Việt Nam thì nóng hơn bên này mình đang lạnh đúng không? Về Việt Nam thì nóng nhưng mà nó không có quá nóng để mà mình cảm thấy mình bực bội, mình khó chịu. Mình cũng có đi ra đường, đi chơi, đi dạo phố buổi tối. Đi cái những Việt Nam bây giờ họ có làm những cái khu, họ nói là khu đi bộ, là khu du lịch đó, giống như là downtown vậy đó. Thì tối thì thời tiết nó nhẹ, nhiệt độ nó giảm xuống thì nó cũng mát mẻ chút, nên mình đi bộ vòng vòng thì mình cũng cảm thấy rất là thoải mái. Thì đang đi ra Huế, nó có những cái phố đi bộ ngoài Huế nó rất là dễ thương. Rất là thích. Như vậy đó thì như vậy khi mà chị về đó thì ở ngay chỗ cửa khẩu hải quan rồi thì sao, có làm khó dễ gì chị không? Mình thì đang không có thấy vấn đề gì hết, tại vì mình là thực là mình du khách, mình đi chơi, mình ngắm cảnh thôi, thì mình cứ tới đó mình cứ đưa cái passport với lại cái visa của mình rồi họ cho mình đi qua thôi. Mình mang đồ đạc thì cũng một ít quà về cho bạn bè, rồi quần áo, rồi đồ về mình để mình đi thiện nguyện chút chút, thì Thiên Nam không thấy không có ai hỏi han gì mình đâu. Ok. Như vậy đó thì chị có recommend là mình nên về Việt Nam ở trong thời điểm này để đi chơi không? Thì Thiên Nam thì không có biết nhiều về những cái gì nó xảy ra ở trong cái nước Việt Nam. Đó, thì nếu mà mình chỉ là cái người mình đi chơi thôi đó, mình đi chơi xong mình đi về thôi đó, thì dĩ nhiên là Thiên Nam recommend, tại mình thấy vui, mình gặp lại bạn bè cũ, mình được thưởng thức những cái món quê hương, rồi mình được ăn những cái món thiên nhiên, đồ biển mà mình không cần phải trả quá nhiều tiền giống như mình đang ở Mỹ, thì cái chuyện đó là Thiên Nam sẽ ai hỏi thì Tina cũng nói là nên đi về chơi cho nó vui. Bản thân mình thì mình cũng muốn đi nữa, chắc 1-2 năm nữa Tina có cơ hội sẽ dẫn con cái về để nó đi thăm quê hương. Còn mình đi về Việt Nam với những mục đích nào khác này nọ thì cái đó chuyện đó mình không trả lời được, tại mình không biết. Còn Mỹ Linh thì cũng muốn về, chỉ cái độ hơi tiếc một cái là hồi xưa Nha Trang của Mỹ Linh đẹp lắm, mà bây giờ toàn là các quán hàng có mở chữ Tàu với chữ Nga. Là mình không có thể cảm thấy quen thuộc phải không chị? Đúng, cái đó là một cái mà Tina đi lên Vịnh Hạ Long, Tina thấy chữ Tàu không? Những chữ Tàu chỗ khác mình không thấy. Trên Vịnh Hạ Long còn ở Nha Trang đó là toàn chữ Nga, vô nhà hàng mà không thấy chữ menu tiếng Việt luôn, cho nên điều đó là rất là xa đó. Chỉ hơi tiếc chỗ đó thôi, còn dĩ nhiên quê hương mình thì mình phải yêu mến, mình về vẫn cảm thấy vui chứ. Chỉ cái đường dĩ nhiên nó sẽ hơi xa lạ một chút xíu đối với những ai mà mình tưởng tượng về một cái Việt Nam gần gũi hơn, thì mình qua mình hơi bị sót về những cái hình ảnh đó. Thưa quý vị, đến đây thì xin mời quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3. Chờ chị Tina cũng như là Mỹ Linh sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều.